số lượng căn từ 7.000 xuống còn 5.000 căn để tạo ra nhiều không gian hơn cho cư dân để sử dụng. Và chúng ta sẽ thấy rằng là gì, cái mật độ thang máy cũng sẽ được đẩy lên rất là cao. Ví dụ như ở tòa E đây, chúng ta có 11 căn một tầng nhưng chúng ta có tới 7 thang máy. Thì toàn bộ tất cả các thang máy được theo tỷ lệ là 1/2, đảm bảo tiện nghi tối đa cho cư dân. Đặc biệt á, Mastery Singapore là khu gọi là khu compound đầu tiên tại Vinhomes Park. Khu compound nghĩa là gì? Khu compound nghĩa là toàn bộ những cái khu vực tiếp giáp với bên ngoài là đều có hàng rào chúng ta bao bọc xung quanh. Thì những cái tiện ích này gần như là được dành riêng cho cư dân sử dụng đặc quyền mà người ngoài chúng ta sẽ không thể nào chúng ta tiếp cận, chúng ta sử dụng được. Tuy nhiên những cái tiện ích chung thì những cư dân của Mastery Singapore hoàn toàn có thể sử dụng chung tiện ích của khu đại đô thị. Nên nó tạo ra một tính vừa riêng tư, vừa mang lại rất là nhiều những cái tiện nghi cho cuộc sống. Đặc quyền của cư dân. Đúng rồi, đặc quyền của cư dân. Và ở đây nếu mà Châu đấy thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế gọi là thiết kế full, gần như full kính từ trần cho đến sàn. Thì với cái thiết kế này, tại vì cái tầm view của chúng ta quá đẹp, cho nên là với cái thiết kế là gần như full kính từ trần đến sàn, mỗi một ngày chúng ta tỉnh dậy, chúng ta chỉ cần mở cửa ra thì toàn bộ cái không gian của khu vực công viên và khu vực hồ, sông Đồng Nai, sông Tắc hiện hiện trước mắt của chúng ta. Và đây gần như sẽ là một cái thiết kế trường tồn với thời gian. Và đồng thời là ở dưới là một khu vực tiện ích theo những cái thiết kế gọi là ngôn ngữ của tương lai. Thì làm sao để mà dự án đạt được những cái đẳng cấp cao nhất? Đó chính là hiện nay Mastery Home cũng mời toàn bộ những cái công ty tập đoàn hàng đầu trên thế giới về để phát triển dự án. Ví dụ như là về thiết kế mặt ngoài, chúng ta có đơn vị Tanche. Tanche là một đơn vị của Nhật Bản thì họ rất là nổi tiếng trong việc thiết kế. Ví dụ như là họ là đơn vị thiết kế sân vận động Yoyogi, nổi tiếng gần như là biểu tượng của Nhật Bản. Rồi về thiết kế cảnh quan, chúng ta có đơn vị là Landscaper. Và Landscaper họ là đơn vị thiết kế rất là nhiều những cái resort như là Mia Resort, hoặc là ngay ở Sài Gòn này đây, họ là đơn vị thiết kế cảnh quan cho Estella. Và ví dụ như là nếu mà mình có cơ hội mình đến Sheraton City, mình thấy ở đó có một cái hồ cảnh quan rất là nguyên sơ cũng do Landscaper thiết kế. Rồi về thiết kế toàn bộ những cái tiện ích nội khu thì sẽ do là Studio HBA. Studio HBA là một đơn vị mà nếu mà chúng ta xem toàn bộ những cái kinh nghiệm của họ thì họ chỉ thiết kế những cái chuỗi khách sạn cao cấp nhất như là Hyatt, như là Marriott, như là Novotel. Cho nên là khi chúng ta mời Studio HBA về đây thì họ rất là dễ dàng, họ thiết kế những cái tiêu chuẩn, đạt một cái tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao. Và dĩ nhiên không thể thiếu thì là gì ạ? Làm sao đó để mà chúng ta có thể đưa được những cái sản phẩm giống y như những gì mà chủ đầu tư nói. Đó là chúng ta cần một cái đơn vị giám sát rất là mạnh, đó chính là Mace. Mace là một đơn vị giám sát của Anh, thì họ giám sát những công trình cực kỳ lớn như là ở bên Singapore chúng ta có Marina Bay Sands, là một khu phức hợp khổng lồ và biểu tượng của Singapore, là do Mace họ quản lý giám sát để đạt được chất lượng cao nhất. Và ở Việt Nam thì ngay cả Landmark 81 và Bitexco cũng do Mace họ đứng ra giám sát quản lý. Bởi vậy nên tổng hòa bốn đơn vị quốc tế đó sẽ làm nên một cái đẳng cấp dành riêng cho dự án của Mastery Singapore. Và đi sâu hơn nữa thì chúng ta có thể thấy ở đây là gì ạ? Ở dưới của hai khu sẽ có hai tầng hầm xuyên suốt của khu Riviera và có tầng hai tầng hầm xuyên suốt của khu Gardenia. Có thông nhau không ạ? Hiện nay thì không thông nhau nhưng sẽ thông toàn bộ 5 tòa với nhau. Nên tạo thành một cái số lượng đậu xe khá là dồi dào cho cư dân. Và ở giữa hai tòa sẽ được ngăn cách bởi một khu vực công viên rất là thoáng đãng. Đồng thời thì ở khu vực đằng trước này của tòa Riviera sẽ là một khu vực trường mầm non thấp tầng. Do đó nên toàn bộ cái tòa E ở đây chúng ta sẽ có một cái tầm view cực kỳ thoáng ra khu vực công viên và sông Đồng Nai, sông Tắc. Thế thì giải pháp để quản lý toàn bộ những bất động sản này thì sao ạ? Giải pháp quản lý thì thực sự là chủ đầu tư cũng đã nghĩ đến. Cho nên là gần đây chủ đầu tư mới cho ra đời công ty là Masterize Property Management. Thì như cho biết là khi mà chủ đầu tư, bất kỳ một chủ đầu tư nào vào thời điểm mà chúng ta bàn giao nhà cho khách hàng, gần như chúng ta đã gần như hoàn thành xong nghĩa vụ với khách hàng. Như vậy tại sao Mastery Home phải tạo ra một công ty gọi là công ty quản lý bất động sản cho khách hàng để làm gì ạ? Thực ra thì sau này khi mà mình về mình nhận nhà, lúc mà mình để cái tài sản của mình có thể gọi là tăng giá trong việc cho thuê và cho việc chuyển nhượng, thì nó nằm rất lớn ở cái việc là cư dân ở đó có hài lòng hay không, có gặp những cái phần gọi là có gặp những cái tranh chấp với bên đơn vị quản lý tòa nhà hay không,
có phải suốt ngày chúng ta phải ngồi đàm phán, chúng ta phải gọi là đòi quyền lợi hay không? Thì ở đâu có đơn vị quản lý tòa nhà tốt, ở đó thì giá trị bất động sản sẽ được giữ vững mà tăng rất là cao. Property Management hiện nay là do anh Julian với cái bề dày kinh nghiệm quốc tế hơn 30 năm. Trong đó thì có hơn 20 năm là anh làm tại CBRE và Savills. Thì anh sẽ đưa ra những cái tiêu chuẩn gọi là International Standard quốc tế để trong cái việc vận hành quản lý tòa nhà. Đồng thời thì cũng dành riêng cho các khách hàng mà chúng ta gọi là chúng ta mua để đầu tư, chúng ta muốn tạo ra dòng tiền nhưng chúng ta quá bận rộn và chúng ta có quá nhiều bất động sản. Thì Masterize Property Management cũng có một dịch vụ chắc là cũng lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, đó chính là dịch vụ quản lý tài sản. Tức là toàn bộ cái quy trình từ lúc chúng ta nhận nhà nè, chúng ta nhận bàn giao, chúng ta phải kiểm tra những cái lỗi cho đến việc chúng ta tìm những người thuê nhà, chúng ta ký hợp đồng với người thuê nhà. Và ngay cả trong lúc chúng ta thuê nhà, những người thuê nhà họ hay có những cái vấn đề về điện nước, về internet, thì Masterize Property Management cũng đứng ra giải quyết luôn. Rồi khi mà cái người thuê nhà cũ chúng ta dời đi, chúng ta cần phải làm mới cái tòa nhà lại trước khi chúng ta đưa cái người thuê nhà mới, thì họ cũng là đơn vị làm luôn. Cho nên là gần như đây là một cái khoản đầu tư rảnh tay cho những người nào mà chúng ta có nhiều bất động sản, chúng ta ở xa, chúng ta gần như là chúng ta sẽ có một công ty lo cho chúng ta từ A cho đến Z, mang lại một cái trải nghiệm cuối cùng cực kỳ tuyệt vời cho người tiêu dùng. Nếu như vậy thì khách hàng chỉ cần đến với Masterize Home thôi là sẽ được giải quyết tất cả mọi vấn đề, không cần phải bận tâm gì nữa. Đúng, chính xác. Tại vì bản thân Masterize Home muốn tạo ra, để mà chúng ta có thể tạo ra một dự án thực sự gọi là cao cấp và đẳng cấp, chúng ta phải giữ cho cái trải nghiệm của người tiêu dùng nó được xuyên suốt. Từ việc khi mà chúng ta bước chân vô khu đại đô thị, chúng ta cảm nhận oh wow, đây là một khu đại đô thị tuyệt đẹp. Thay vì chúng ta có thể gọi là đi Vũng Tàu 1 tháng, 2 tháng chúng ta đi một lần, thì mỗi cuối tuần chúng ta từ Masterize Central Point chúng ta bước chân ra biển hồ, rồi sau đó thì chúng ta bước chân vào trong nhà của mình, từ sảnh có một cái cảm giác khách sạn 5 sao, chúng ta bước chân ra khu vực cảnh quan có những cái hồ bơi phi thuyền, cho đến lúc chúng ta về nhà bàn giao rất là cao cấp, cho đến việc là những cái người service mặt dịch vụ cũng phải theo những cái chuẩn cao cấp, thì toàn bộ những cái trải nghiệm đó nó mới mang lại một cái dự án đẳng cấp trong toàn bộ cái trải nghiệm của người dùng. Rồi như Châu có thể thấy không, tầng 1 và tầng 2 sẽ là khu vực shop house và duplex, mặt ngoài chúng ta sẽ là shop house và mặt bên trong sẽ là duplex. Và một cái chi tiết cho nhỏ thôi thì ít người để ý, đó là trong toàn bộ tất cả các dự án của Masterize Home trong 6 năm và các dự án hiện tại thì luôn luôn ở khu vực tầng trệt, luôn luôn có phần mái che để cho cư dân. Điều này đảm bảo cái sự an toàn cho cư dân khi có bất kỳ những cái vật do nhỏ từ tầng 20-30 rơi xuống có thể gây sát thương. Yeah. Thì thực sự là toàn bộ cái dự án Masterize Home lúc nào cũng sẽ có những cái tiêu chuẩn để mà đảm bảo tốt nhất cho cư dân và nó phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Dạ, em cũng thích cái ý tưởng này lắm, bởi vì đôi khi mà trời mưa mình đứng đợi xe có cái mái che đó rất là tuyệt vời. Đúng rồi. Dạ. Thì những cái nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà một số dự án sẽ không có được trau chuốt như vậy, trong khi Masterize sẽ đẩy đến từng chi tiết. Rất là tinh tế. Anh Tuấn làm cho Minh Châu muốn tìm hiểu kỹ hơn, đi vào sâu hơn từng cái chi tiết về mặt thiết kế rồi về mặt hình ảnh. Đúng rồi, chính xác. Bởi vì dự án này sẽ có một cái ngôn ngữ thiết kế riêng và đi xuyên suốt trong toàn bộ dự án. Thì bây giờ xin mời Minh Châu qua khu vực 3D là Virtual App của dự án để chúng ta có thể xem kỹ hơn tất cả những cái thiết kế cực kỳ đẹp của dự án.